Cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại miền Nam xin chào tất cả các bác nhé. Và ngày hôm nay thì em tiếp tục quay lại clip để giới thiệu đến các bác về một dòng đẩy mà bên cửa hàng Hiếu Minh Audio tại miền Nam em mới về hàng nhé. Đợt này về thì bên em về hơn 20 chiếc đẩy tại cửa hàng Hiếu Minh Audio miền Nam. Đấy. Thì lần này về một dòng đẩy mà công suất rất là lớn và có thể gọi là những dòng đẩy mà công suất lớn nhất hiện tại bây giờ, 1.800W một kênh, dòng đẩy Diamond SA18002, thương hiệu Diamond nhé. Thương hiệu này thì rất là nổi tiếng rồi. Thì các bác đã biết luôn luôn cho ra những dòng đẩy công suất lớn này, hay là những dòng đẩy mà thuộc đời công nghệ mà hãng Diamond đã ra. Nếu như các bác đã biết thì kênh bên em là một trong những kênh chuyên đẩy, nói về đẩy sự kiện hay là đẩy công suất lớn, thì bên em đang có mã như là Martin 36.000W+, 1.500W một kênh này. Đấy, hay là những dòng đẩy nguồn xung công suất 2.500W một kênh của PS Audio, hay là dòng đẩy 1.350W một kênh cũng của DB Quantic và cũng của PS Audio, thì có một dòng 1.500W nữa. Đấy, thì có mấy dòng nó công suất rất là lớn và dành cho những anh em mà sự kiện nhé, sự kiện. Đấy, thì có thể sử dụng sang những dòng này. Và đối với dòng đẩy ngày hôm nay em giới thiệu đến các bác là Diamond SA18002, công suất là 1.800W một kênh. Thì mỗi kênh này thì các bác có thể đánh cho những dòng súc kép coi 115 đổ lại nhé. Đánh những dòng súc kép coi 100 đổ lại, 115 đổ lại. Thì còn nếu mà các bác chơi những dòng súc mà gọi súc đơn ấy, súc đơn coi 125, thì mỗi kênh các bác có thể đánh được một quả. Này, đánh rất là thoải mái, vô tư nha các bác nhé, quật thoải mái. Về dòng đẩy này thì bên em đã giới thiệu và cũng như hôm nay em cũng như là em thông báo đến các bác là hàng về tại cửa hàng Hiếu Minh, và cũng như là để giới thiệu và quay review lại đến các bác về dòng đẩy này. Mặt bên ngoài thì các bác có thể thấy hôm nay thiết kế theo dạng hình lượn sóng này. Đấy, mỗi khay này và hình lượn sóng. Đấy. Và này thì nó có một cái núm này là núm tăng giảm cũng âm lượng này, và cũng như là công suất của đẩy. Đấy, bên này thì có các đèn báo clip signal protect và active. Rồi ok. Đối với dòng đẩy này thì giá thì bên em về giá rất là hợp lý dành cho các bác anh em nhé. Giá thì hiện tại đang chào bán với giá là 9 triệu đồng. Giá này thì em chào bán tại cửa hàng các bác nhé. Giá này em chào bán tại cửa hàng. Đấy. Còn mặt đằng sau đây, các bác có thể thấy là dòng đẩy này thì nó đầy đủ các chế độ như gạt pry này, sitter này, panel này. Đấy, dây nguồn rất là lớn này, sĩ có dây nguồn rất là lớn này, to một ngón tay cái luôn các bác này. Các bác có thể dùng bằng giắc kẹp truyền thống này hoặc là dùng bằng new trick đều được nhé các bác nhé, đều được. Rồi ok, đấy là em review qua một vòng rồi các bác. Và trên mỗi dòng đẩy thì nó sẽ có một cuốn sách hướng dẫn này, thì các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, các bác thì em sẽ mở ra đây. Đấy, cuốn này nó sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh nhé. Đấy, tiếng Anh, hàng là hàng xuất nước ngoài nên sử dụng hoàn toàn 100% là tiếng Anh. Đây, giới thiệu về đầy này, hướng dẫn cách cắm này, được chưa? Đấy. Ở đây thì em sẽ mở đến phần bảng thông số, thì các bác có thể thấy là 1.800W trở kháng 8 ohm nhé, 2 x 1.800W này. Đấy. Nếu mà 4 ohm sẽ là 2.700W, còn nếu ở trở kháng là 2 ohm sẽ là 3.600W. Còn nếu mà 8 ohm ở chế độ gạt bright đấy thì sẽ là 5.400W nha các bác nhé. Bright 4 ohm là 7.200W, công suất rất là lớn nhé. Trên những dòng đẩy hiện tại bây giờ con này công suất nó rất là lớn, và đặc biệt là phần giải nó xuống rất là sâu, từ 20 hertz nhé, xuống sâu nhất là 20 hertz cho đến 20 kHz dành cho bác và anh em dùng. Đấy, đây các bác nhìn này, con này nặng rất là nặng nhé, nặng lên đến 42,5 kg. Bình thường một dòng đẩy mà công suất lớn hiện tại bây giờ thì các bác có thể để ý nó chỉ nặng ba mấy ký, thì nhưng dòng đẩy này nó nặng lên đến 42,5 kg nhé. Đây là tính cả thùng nhé, nếu mà các bác của thùng ra thì nó cân nặng là khoảng gần 40 kg nhé, khoảng 37-38 kg rồi đấy. Đấy, con này sử dụng thùng rất là lớn rồi vì đảm bảo cho các bác. Rồi ok, đấy là em sẽ quay qua một vòng về cái phần thông số của dòng đời này. Và bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác nhá. Về phần linh kiện bên trong thì các bác đã biết rồi, một dòng đẩy thì nó quan trọng nhất là 3 phần: phần nguồn, phần bô mạch công suất và phần tụ lọc nguồn. Thì đối với dòng đẩy này nó sử dụng một cái phần nguồn rất là lớn nhé các bác nhé, nguồn đồng rất là lớn. Nguồn này nó size 3U. Đấy, size 3U. Và sử dụng nguồn đồng 100%. Đấy, bên cửa hàng Hiếu Minh Audio cam kết với các bác sử dụng nguồn đồng 100%. Và cao là cao bằng lắp nhé các bác nhé, cao bằng nắp. Đấy. Các bác nhìn thấy chưa? Đây.
và nguồn nó to, nó khỏe như này thì mới để đảm bảo cho các bác đánh ra những dòng súp thì tiếng nó sẽ ra và thoát được tiếng súp, đánh nó sẽ hay và tiếng đánh rất là lực ở trên những dòng đầy này. Và nó sở hữu lên đến 4 quạt gió nha các bác nhé. 4 quạt gió này. Này các bác có thể nhìn thấy chưa? 4 quạt gió rất là lớn này. Để xung quanh đây nên hệ thống nào hoạt động các bác sờ vào nó rất là mát máy nhé. Rất là mát máy. Và đối với những dòng đẩy thì các bác, đối với những dòng đẩy nói chung hiện nay thì đối với những dòng đẩy đánh súp thì các bác đã biết là nó sẽ sử dụng những dòng sổ tô. Đấy, nên dòng đẩy này nó sử dụng rất là nhiều sổ tô này các bác nhìn này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 32, tổng là 64 sổ tô nhá. Cái này thì em chưa tính bù áp cho các bác nhá. Tổng là 64 sổ tô. Sổ của Nhật này. Các bác thấy chưa? Đấy, này. Này, rất là sắc nét nhá. Thông số rất là rõ ràng nhá. Đối với một dòng đầy khôn hay một dòng đầy chất thì các bác chỉ cần để ý vào phần linh kiện này. Đấy, phần linh kiện này, sắp xếp này hay là phần dây dợ này, đi rất là gọn gàng. Và phần linh kiện thì nó không bị mờ nhé, không bị mờ và rất là rõ nét nhé, rõ và sắc nét. Đấy, đây là cái thanh tản nhiệt này. Đây, các bác nhìn này, cuộn cảm rất là lớn nhé, sử dụng bộ cuộn cảm lọc tiếng, lọc âm thanh rất là lớn. Và sử dụng linh kiện này, những con trở 5 vạch màu hay là 7 vạch màu rất là lớn ở đây. Đấy, để đảm bảo công suất, để chọn đánh ra súp của các bác tiếng nó sẽ tốt hơn. Đấy. Chưa. Này, con tụ này, này sử dụng con tụ. Cuối là một con tụ rất là lớn này. Đấy. Đây kênh bên này cũng thế nhá. Kênh bên này cũng thế các bác nhìn này. Tổng hai kênh là sử dụng là 64 sổ tụ. Công suất 1800W một kênh. Đây có thể là một trong những dòng đẩy mà công suất lớn nhất hiện tại bây giờ nhá các bác nhá. Về phần tụ lọc nguồn thì các bác có thể thấy là dòng này này, các bác nhìn thấy tụ lọc nguồn chưa? Con này sử dụng là hai vỉ tụ nha các bác nhá. Hai vỉ tụ. Và 2 4 6 8 10 12. Đấy, 12 thì tổng nó rơi vào là 24 tụ lọc nguồn nha các bác nhá. 24 tụ lọc nguồn này. Nó rất là sắc nét nhá. 12.000 microfarad. Đấy, và thông số thì rất là rõ ràng ở trên này. Được khắc rất là rõ ràng. Được chưa? Đấy, và mỗi trên này thì nó đều có những bóng này, bóng chống cháy này. Bóng chống cháy để bảo vệ cho cái phần dàn tụ này, hay là một cái rơ le để bảo vệ cho dàn tụ và cũng như là bảo vệ cho chiếc đẩy. Đấy. Đây. Phần hệ thống đi các bác quay lại. Dòng đẩy này thì bên em quay hình hay mà cũng đã review đến các bác rất là nhiều về dòng đẩy này rồi. Hay là những dòng đẩy đánh súp thì bên em cũng đã quay review đến cho các bác. Đấy, các bác nhìn những con sở trở sứ màu trắng này. Rất là rõ nét nhá, rất là rõ này. Thông số rất là đầy đủ và nó đều tăm tắp, rất là thẳng. Đấy, dây thì đi rất là ngăn nắp về dòng đẩy này. Tụ được sử dụng tụ là màu xanh nhé. Rồi ok. Đấy là em quay một vòng các bác về nội thất và cũng như là để giới thiệu đến các bác về dòng đẩy hai kênh công suất 1800W một kênh của hãng Diamond và bên cửa hàng Hiếu Minh Audio cũng vừa mới về hàng. Và hiện tại thì xin phép được thông báo với các bác là hiện tại bên cửa hàng Hiếu Minh và cũng như là đang bán ở ngoài với dòng đẩy này. Bên em nếu mà nói về công suất mà 1800W một kênh, đây có thể là một trong những dòng đẩy mà chất lượng tốt và thứ hai là giá cả rất là hợp lý cho các bác nhé. Tìm một dòng đẩy mà 1800W mà giá lên đến 9 triệu đồng thì rất là hiếm. Nhưng bên cửa hàng em thì nhập rất là nhiều đẩy nên giá lúc nào cũng là hợp lý và phải chăng dành cho các bác khi đầu tư nhé. Giá thì hiện tại em đang chào bán dòng đẩy này với giá là 9 triệu đồng. Giá này thì em bán tại cửa hàng các bác nhé. Bán tại cửa hàng. Thì các bác cần nâng cấp hay là cần tư vấn hỗ trợ về kỹ thuật thì các bác có thể liên hệ với cửa hàng Hiếu Minh qua các số điện thoại online ở đây. Cơ sở 1 là 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Và cơ sở 2 là 48B Cư Xá, Bà Điểm, Quốc lộ 22, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Và số điện thoại hotline là 0919182233 và 0869997229 và cơ sở 2 là 0982352313. Và em cũng xin phép được kết thúc clip tại đây và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo của cửa hàng Hiếu Minh Audio nhé.